Hello anh em, và hôm nay Thành Len sẽ quay cho cô chú chị tuyến đường Liên Cảng. Hiện tại Thành Len đang đi trên tuyến đường Trường Chinh. Tuyến đường Trường Chinh dài 2,3 km, kết nối vòng xoay giữa Nguyễn Văn Cừ và tuyến đường Trần Phú để kết nối ra đường Hùng Vương. Ở trước mặt cô chú chị đây chính là một khúc đường Trường Chinh, hay còn gọi là tuyến đường Liên Cảng, và bắt đầu từ cái vị trí này cho tới Cảng Phước An kéo dài gần 8 km cô chú chị ạ. Và với cái tuyến đường này sẽ chia ra thành 3 gói thầu, và cô chú anh chị đang được nhìn thấy đây chính là hai bên. Và hôm nay Thành Len muốn cập nhật gói thầu lớn để cho cô chú anh chị nắm bắt được cái tuyến đường này từ cái vị trí nút giao của cao tốc Bến Lức Long Thành vào tới Cảng Phước An là 6 km, được đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Còn đây là cái vị trí ở phía ngoài, và từ cái vị trí này mà Thành Len đã đo đi vào tới Cảng Phước An luôn là gần 8 km của chúng chị nha, rất là dài. Chúng ta đang được nhìn thấy đây chính là hai bên này, thành này, và đây sẽ là thi công mở ra tới 8 làn đường của chúng chị, và hiện tại đang là 2 làn đường, thì bên tay phải chúng ta sẽ mở rộng thêm 2 làn đường nữa, còn bên tay trái đó chính là mở thêm một cái chiều ngược lại. Cô chú anh chị đang được nhìn thấy đây chính là tuyến đường Liên Cảng, một cái tuyến đường siêu to khổng lồ với 8 lần đường và phục vụ kết nối từ Cảng Phước An vào tới tuyến đường Hùng Vương và các cái tuyến đường Liên Cảng. Cô chú anh chị đang được nhìn thấy cái nút kết nối này không những là tuyến đường đi vào Cảng Phước An mà còn là cái tuyến đường để lưu thông qua Vũng Tàu đi qua cầu Phước An của chú anh chị ạ. Hiện tại cầu Phước An đang trong quá trình thi công. Như vậy thì chắc chắn rằng là với cái tuyến đường này thì sẽ được làm rất là chắc chắn, để trọng tải rất là lớn, bởi vì rất nhiều container và lượng hàng hóa lớn sẽ đi về đây. Và như cô chú chị đã được biết thì nằm trên cái tuyến luồng từ các cái cụm cảng từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Vũng Tàu thì sẽ chiếm tới 60% lượng hàng hóa trên cả nước cô chú chị ạ, từ cụm cảng Cái Mép, cảng sâu nhất Việt Nam, cũng như là về tới cảng Cát Lái. Và bây giờ Đồng Nai sẽ có thêm một cảng lớn nữa, cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai, đó chính là Cảng Phước An, hiện tại đang thi công và xây dựng. Cô chú anh chị đang được nhìn thấy đây chính là những cái khúc đường mà chúng ta được đi cầu. Và với cái tuyến đường này thì tốn rất là nhiều tiền, bởi vì thi công trên một cái phần đất rừng ngập mặn và nền đất rất là yếu, điều kiện thi công rất khó khăn, các công nhân làm việc trong điều kiện bùn lầy, và đơn vị thi công phải thực hiện nhiều giải pháp nhằm gia cố nền móng của tuyến đường này, nên là chắc chắn cô chú anh chị sẽ thấy rằng là với cái sự thi công ở đây này sẽ được làm rất là nhiều cái công đoạn để tránh lún sau này và để đảm bảo được cái chất lượng. Cái tuyến đường với cái gói thầu 1.000 tỷ đồng thì sẽ tính bắt đầu từ vị trí của cao tốc Bến Lức Long Thành đi vào là 6 km của chúng chị ạ. Còn ở ngoài này sẽ là gói thầu khác. Và hiện tại thì cũng đang làm từ cái nút giao giữa Nguyễn Văn Cừ và Trần Phú, ngay vị trí nút giao ngã ba với Trường Chinh cũng đang làm. Và trước mặt của chúng chị đây chính là tuyến đường Liên Cảng đang thi công rất là ồ ạt của chúng chị ạ. Sau khi mà hoàn thành đưa vào vận hành khai thác thì tuyến đường này sẽ là thông qua đường 319, điển hình là thành trục giao thông kết nối với hai tuyến đường cao tốc Bến Lức Long Thành và thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cũng như sẽ là cái điểm kết nối qua Vũng Tàu của Đồng Nai với vị trí Nhân Trạch của chúng chị nhé. Chúng ta sẽ thấy rằng là tại công trường đang thi công thì rất là tấp nập này, và cái lượng máy móc rất là khủng khiếp nha. Ở đây công nhân rất là đông và đường thì làm rất là nhanh, mỗi ngày mỗi khác. Từ năm 2024 thì bắt đầu là làm đường cực kỳ nhanh. Và đây chính là nút giao giữa cao tốc Bến Lức Long Thành. Đây là nút giao họ hiện tại đang làm, đang thi công của chúng chị nha, rất là lớn. Thành Len sẽ quay vòng để cô chú chị thấy được nút giao này. Và hôm nay Thành Len sẽ quay ở phía dưới, không quay trên không, nên cô chú chị thông cảm. Và chúng ta sẽ thấy rằng là với cái tuyến đường này sẽ có một cái gói thầu rất là trọng điểm ở trên cái tuyến đường này, và tại công trường thi công thì sẽ có chia ra nhiều gói thầu, và với những cái gói thầu
sẽ là chia theo nhiều cái bộ phận, cho nên chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái đơn vị thi công ở đây cô chú anh chị nhé, nhiều nhà thầu nhỏ lẻ nữa cô chú anh chị ạ. Và cái tuyến đường này, cái đáng nói nhất đó chính là tại công trường thi công gói thầu XL02 thi công xây dựng cầu Tắc Nhã Phương và các hạng mục khác. Việc thi công diễn ra rất là khẩn trương nha, tại vì chúng ta sẽ thấy rằng là cầu mỗi ngày mỗi khác, và ở đây là đang trong quá trình đầu mùa mưa, nhưng các lượng tham gia giao thông ở đây thì sẽ là rất là tấp nập khi mà chúng ta sẽ bắt gặp những cái máy đang đổ nhựa này, đang rải nhựa này đấy. Mặc dù đây là những cái thời tiết nó cũng muốn rất là muốn mưa, và buổi sáng thì đã có mưa rồi cô chú anh chị nhá. Thành Len thì đi vào buổi trưa, cô chú anh chị đang được thấy trên đại công trường đang thi công, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp các công nhân kỹ sư đang làm việc xuyên ngày xuyên đêm rất là trưa. Và trên cái tuyến đường này, gói thầu mà lớn nhất, nhỏ lẻ nhất của trên cái tuyến đường này mà lớn nhất thì sẽ là cầu Tắc cô chú anh chị nhá, cầu Nhã Phương. Và hai bên thì chúng ta sẽ thấy là bên tay trái là khu công nghiệp, gọi là khu hậu cần, khu công nghiệp 550 hecta và đang trong quá trình thi công và xây dựng. Còn đây chính là đường vào rất là rộng lớn, với vị trí đi ra cảng thì thi công trên cái tuyến đường này là toàn là rừng ngập mặn, nên là các cái gói thầu phải chờ đủ ngày thì mới làm được cô chú anh chị nhá. Chúng ta cũng thấy rằng là cái lượng khối đất đá rất là nhiều, và với cái công trình như thế này mà thiếu cát thì sẽ là thật lấy cát biển nhá. Vừa rồi tỉnh Đồng Nai cũng vừa bảo là nếu mà thiếu cát sông thì chúng ta sẽ lấy cát biển để bơm vào đường làm đường, tại vì thực tế ra là bây giờ với cái khối lượng thi công tại tỉnh Đồng Nai thì rất là lớn và cần nhiều cái vị trí bơm cát của chúng chị ạ. Và chúng ta đang thấy rằng là đây là đại công trường đang thi công, và trước mặt của chúng ta đây chính là cầu Tắc của chúng chị ạ. Cầu Tắc dài 682m và rộng 12,85m được triển khai tại ấp Bà Trương, xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Và đây chính là cái vị trí mà trước mặt của chúng ta gói thầu sông Tắc, bắc qua sông Tắc còn gọi là cầu Tắc Nhã Phương đấy. Thì đây chính là cái cầu trước mặt của cô chú anh chị. Và hơn nữa thì với hai bên chúng ta sẽ thấy rằng là toàn là những cái cây rừng ngập mặn để đi ra được cái vị trí của cảng thì chắc chắn phải đi qua cầu rừng ngập mặn. Và cái cầu này dài gần 700m, rất là lớn của chú anh chị nhá. Đứng ở trên này, ở phía dưới chúng ta sẽ thấy những cái con tàu lớn có thể đi qua cây cầu này. Và đây là một nhịp của chú anh chị nhá, một nhịp đã rộng tới gần 13m, 12,85m rồi. Và nhịp bên kia cũng vậy, sẽ có một nhịp đi vào và một nhịp đi về. Cô chú anh chị đang được thấy cái giai đoạn này làm cái cầu này thì rất là dài và rất là hoành tráng. Và với dự án đầu tư theo hình thức là PPP, hợp đồng BOT, với tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, khởi công vào năm 2022 và dự kiến hoàn thành trong quý 1 năm 2024 thì đã hoàn thành rồi cô chú anh chị ạ. Hiện tại thì cầu đã hoàn thành tất cả các cái hạng mục chính rồi, chỉ có những cái hạng mục phụ nữa thôi, cầu đã thông và có thể đi được rồi cô chú anh chị nhá. Với cái tuyến đường liên cảng Phước An thì Thành Len đánh giá cao cái gói thầu cầu này, và cảng Phước An thì sắp tới sẽ đưa vào hoạt động vào tháng 7 hoặc là tháng 9, dự định là tháng 9 nhưng có khả năng sẽ đưa vào hoạt động tháng 7 này. Và đây chính là toàn cảnh mà Thành Len quay để cập nhật tình hình thực tế để cô chú anh chị nắm bắt được cái tuyến đường liên cảng và có thể đi ô tô vào được nhé. Nếu cô chú anh chị nào muốn đi vào đây tham quan thì chúng ta cũng có thể đi ô tô vào được. Đi ô tô thì để ý cho mình là nhớ ô tô gầm cao, bởi vì công trường đang thi công, nền đường thì cũng đang làm, cho nên sẽ có những cái vị trí mà xe gầm thấp đi nó sẽ rất là xót xe cô chú anh chị ạ. Vẫn đi được nhưng mà rất là xót xe nha. Còn cái câu chuyện là đường bây giờ đã vận hành rất là trơn tru rồi, chỉ khoảng hơn một tháng nữa thôi thì chắc chắn con đường này sẽ được rải nhựa bóng loáng của chúng chị ạ, để phục vụ đưa vào hoạt động tạm thời giai đoạn 1.
và chúng ta đang được nhìn thấy cứ lâu lâu sẽ bắt gặp những cái chiếc máy siêu to khổng lồ đang làm. Với tiến độ thi công hiện nay, khả năng cảng Phước An sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 7 hoặc là sẽ chậm tới tháng 9 như dự định vừa rồi. Cô chú chị đang được nhìn thấy trên đường này, máy móc rất là đông và các đơn vị thi công rất là nhộn nhịp. Với tuyến đường này, Thành Len đánh giá rất là cao khi mà với chất lượng xây dựng ở đây rất là khắt khe để yêu cầu đảm bảo được cái sự gắn kết cũng như là cái độ bền của đường. Bởi vì đây là tuyến đường trọng tài và chắc chắn rằng là khi đưa vào hoạt động rồi thì phải kéo dài được tuổi thọ, chứ nếu mà tuổi thọ quá là thấp thì chắc chắn là những cái đơn vị thi công này sẽ phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề tuổi thọ của đường. Và thi công trên những cái nền đường xấu cũng như cái địa hình đó chính là rừng ngập mặn, công việc thi công sẽ rất là khó khăn, cũng như là để đảm bảo được chất lượng của đường này thì sẽ tốn rất nhiều công sức và thời gian để định hình được cái đường làm lưu nén đủ độ nén cũng như là đủ thời gian để các vật liệu gắn kết với nhau. Và hiện tại thì trên cái tuyến đường vào chúng ta đi rất là thoải mái và thấy đại công trường rất là rầm rộ, đường thì cực kỳ rộng, sẽ có một tuyến vào và một tuyến ra cũng như sẽ kết nối với cầu Phước An của chú chị nhé. Với cái tiến độ thi công ở đây, lúc trước ở đây sẽ phải dùng bằng phà cô chú chị nhé, và phải dùng bằng những cái cần cầu đi ở trên các cái phà để múc đất và bơm cát và tạo thành hình. Và đến hôm nay thì chúng ta thấy rằng để có được một cái cảng có độ sâu, phải tìm được cái vị trí vùng eo cũng như là để mà làm được những cái tuyến đường ra cảng thì tốn rất nhiều công sức và tiền bạc của cải. Hiện tại thì cảng Phước An sẽ có những cái kế hoạch để mở rộng về sau này. Và xa xa chúng ta đã thấy toàn cảnh của cảng Phước An rồi cô chú anh chị. Đây chính là vị trí của cảng rồi này. Cô chú anh chị đang được nhìn thấy đây chính là toàn đại công trường mà Thành Len đã quay cho cô chú anh chị để cô chú anh chị nắm bắt được tình hình cái tuyến đường liên cảng. Và Thành Len sẽ có một cái video riêng bay toàn cảnh trên không của cảng Phước An để cô chú anh chị có thể nắm bắt được tiến độ thi công cũng như là tiến độ thi công của cầu Phước An. Hiện tại cảng Phước An đang rất là nhộn nhịp thi công với 3K4 kíp và có hàng ngàn máy móc trang thiết bị cùng với các công nhân đang thi công rất là rầm rộ ngày đêm không ngừng nghỉ của chúng chị nha. Ở phía trước của chúng ta đang thấy rằng cảng Phước An quy mô rất là hoành tráng. Quy mô giai đoạn 1 đầu tiên sẽ là 183 hectare và chiều dài của bến là 3.050m. Ở cái vị trí trước mặt cô chú anh chị ở đây, đây chính là vị trí mà sau này vào đến đây thì chúng ta phải qua cổng cảng rồi nha. Khi mà cảng này đưa vào hoạt động thì chắc chắn rằng sẽ giúp nền kinh tế kéo lên, cũng như là tiết kiệm vấn đề thời gian cũng như là tiền bạc cho rất nhiều công ty và doanh nghiệp tại Đồng Nai cô chú anh chị nha. Và chúng ta đang thấy rằng bên tay trái đó chính là nhà điều hành này. Nhà điều hành cũng đang trong quá trình xây dựng. Và bên tay phải chúng ta đang thấy một mặt sông còn lại nha. Với cảng Phước An thì sẽ có một luồng đi và một luồng về rất là thuận tiện. Đây là một cái cảng rất là hoành tráng của chúng chị ạ. Và bên cạnh đó là cầu Phước An. Như vậy thì cầu Phước An cũng đang trong quá trình làm. Và sau khi cầu Phước An thông thì sẽ giúp tất cả các khu công nghiệp ở Nhân Trạch cũng như là các khu vực lân cận có thể đi tới vị trí cảng Cái Mép đi qua cầu Phước An rất là nhanh chóng, đặc biệt là ở Bình Dương hoặc Sài Gòn của chúng chị nhá. Sau này thì sẽ có cầu Vành Đai 3, cầu Cát Lái chắc chắn là sẽ rất là bùng nổ ở Nhân Trạch. Nếu cô chú chị đi đầu tư hãy đón đầu Nhân Trạch của chúng chị nhá. Và Thành Len bây giờ sẽ bay toàn cảnh từ trên không. Cô chú chị hãy lục tìm video trong kênh của Thành Len. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Thành Len chuyên bất động sản và cập nhật thông tin thực tế tại tỉnh Đồng Nai và đặc biệt là Long Thành và Nhân Trạch. Nếu cô chú chị đang có nhu cầu đầu tư tại Long Thành và Nhân Trạch đón đầu hàng chục đợt sóng sắp tới của hai chu kỳ bất động sản thì cứ liên hệ Thành Len cô chú chị nhé. Thành Len xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt tất cả mọi người.